Chào các bạn, tên tôi là Hồ Thị Bích Hạnh, luật sư di trú của công ty AST. Ngày hôm nay Hạnh sẽ nói với các bạn về luật công dân Úc 2007. À, luật này quy định các loại công dân Úc thường gặp và làm sao để nộp hồ sơ để được chứng chỉ công dân Úc. Có 3 loại công dân Úc thường gặp đó là một là citizenship by birth, có nghĩa là quyền công dân khi vừa được sinh ra. Tức là như thế nào? Tức là cái đứa trẻ đó nó là con À, nó được là một đứa con nó được sinh ra trên đất úc và cha hoặc mẹ của nó có công dân úc là công dân úc hoặc là thường trú nhân úc các bạn lưu ý nha một trong cha hoặc mẹ cũng được mà cha và mẹ cũng được phải có phải có công dân phải là công dân úc hoặc là thường trú nhân úc thì đó là quyền công dân khi được sinh ra là quyền thứ nhất cái loại thứ hai đó là citizenship by descent tức có nghĩa là cái đứa trẻ đó đó nó được sinh ra nhưng nó không sinh ra trên đất Úc Tức là nó sinh ở Việt Nam hoặc bất cứ một nước nào mà không phải là nước Úc Và cha của mẹ của nó phải là công dân Úc Các bạn lưu ý nha, có sự khác biệt nha Nếu như nó sinh ra trên đất Úc, cha mẹ của nó có thể là một trong cha hạ mẹ của nó có thể là công dân hoặc là thường trú nhân Thì nó vẫn được bằng công dân Úc, tức khác Còn nếu như nó sinh ra ngoài đất Úc, không phải đất Úc nha nó cha mẹ của nó một trong người một trong hai người đó đúng không cha hoặc mẹ của nó phải có công dân Úc nếu cha mẹ của nó có thường trú nhân Úc nó không được đạt đạt chuẩn loại này nha. Và hai cái loại trên tức là citizenship by descent and citizenship by birth hai cái loại đó đó thì nó không yêu cầu bất cứ một cái điều kiện gì nữa để người đó được chứng chỉ công dân. Còn cái loại thứ ba này, loại thứ ba này loại thường gặp nhất nha, loại này là citizenship by conferral, tức là cái quyền công dân Úc theo hệ thống visa Úc Tức là bây giờ Hạnh ví dụ cho các bạn dễ hiểu nha Ví dụ lúc nãy Hạnh nói với các bạn á, là à, Nếu như mà đứa con nó sinh ra ngoài đất Úc Ví dụ nó sinh Việt Nam đi Mà cha của nó hoặc mẹ của nó tức là người ở bên, bên Úc á, Là người đó chỉ có thường trú nhân Úc thôi Chỉ có thường trú nha, không phải công dân Vì nếu như là người đó mà công dân Nó đã được à, chứng chỉ công dân rồi đúng không bạn nếu Nhưng mà nếu như người bên Úc này chỉ là thường trú thôi, nó không thể tự động là công công dân úc được và nó phải theo hệ thống visa ví dụ như là người bên úc này là cha đi thì phải bảo lãnh nó theo cái dạng là child visa tức là con theo cha để định cư úc ha hoặc là à, cha của nó bảo lãnh bà mẹ của nó à, bởi vì muốn à, bảo lãnh visa hôn nhân hôn thê úc cho mẹ của nó được đi qua bên úc thì nó sẽ được cộng vào cái hồ sơ của mẹ nó tức là nó là đương đơn phụ các bạn có hiểu ý hành không? À, đương đơn phụ của cái hồ sơ visa hôn nhân, hôn thê hoặc bạn đời úc. À, tiếp theo là cho nên ví dụ như bạn ví dụ như bạn hành hành ví dụ cho dễ hiểu hơn chút đi tức, tức là một người bên úc à, có thường trú nhân thôi không phải là có bạn công dân đi về việt nam à, có một mối quan hệ với một người việt nam một người việt nam nó sinh ra một đứa con đứa con đó là người của, con của người bên úc thì cái đứa con đó nó chỉ được đi hai loại thôi một là cha của nó cái người bên úc này nè để bảo lãnh nó theo cái dạng cha con theo cha con được qua bên đó là cha visa hai nếu như không có phải lời đó thì hai là người cha bảo lãnh người mẹ rồi đứa con nó theo người mẹ như vậy đó rồi như vậy cái quyền công dân Úc theo hệ thống visa Úc này nó theo tình trữ nó đi như theo như vậy. Vậy thì ví dụ hành ví dụ nha là đứa con đến đi theo tạm trú theo mẹ đúng không các bạn? Thì Điều, khi mà người mẹ và đứa con nó qua được Úc định cư thì muốn lên làm công dân Úc á thì hai người đó phải ở trên đất Úc à, hiện tại cái luật hiện tại là phải ở được 4 năm à, rồi trong cái 12 uh, trong 12 tháng cuối cùng á là người mẹ ít nhất phải có thường trú nhân Úc rồi trong cái 12 tháng cuối cùng đó là mẹ không có người mẹ không có đi về không đi qua đi đi ra khỏi đất Úc quá 90 ngày có nghĩa là uh, cả con lẫn mẹ nhất là người mẹ phải đạt cái chuẩn về À, sống và định cư tại Úc khi đó mới được quyền nộp lên hồ sơ lên để được xét duyệt làm công dân Úc và xong rồi cái tiến trình của cái công dân theo hệ sống visa này là các bạn biết không các bạn đủ điều kiện chuẩn sống nha ở đất Úc nha thứ hai các bạn phải nộp hồ sơ lên để xin chứng chỉ công dân Úc nha rồi nộp hồ sơ xong người ta bắt chờ các bạn chờ 12 tháng hoặc là 24 tháng rồi người ta mới kêu bạn đi thi nha bạn phải thi đạt um, đạt cái, cái 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 bài cái cuộc thi trắc nghiệm về kiến thức của nước úc nha bạn đạt cái đó rồi rồi bạn được đi kêu tuyên đi kêu đi tuyên thệ rồi bạn giữ cái lễ tuyên thệ bạn tuyên thệ là tôi là bây giờ ngày hôm nay tôi là công dân úc rồi tên tuyên thệ như thế nào thế nào đó bạn phải theo những tình tự đó bạn mới được có chứng chỉ công dân như vậy bạn thấy rằng hai cái loại trước tức là citizenship by birth là con con sinh ra theo uh, nơi cái nơi mà nó sinh được sinh, sinh ra là nước úc uh, citizenship by descent là quan hệ huyết thống ha hai cái loại citizenship đó nó không yêu cầu bạn phải đặt những cái chuẩn nhiều như hạnh vừa nói là phải sống trên đất Úc bao nhiêu năm phải đi thi rồi phải uh, phải tuyên thệ còn cái loại visa thứ ba mà cái citizenship by uh, Conferral, á cái loại thứ ba là công dân Úc theo hệ thống visa Úc đó thì bạn phải đạt nhiều cái chuẩn đó bạn mới được chứng chỉ công dân Úc. À hành hy vọng là các bạn có thể hiểu được à, cái sự khác biệt giữa ba cái loại công dân Úc đó à, và thường Hành nhắc lại là những cái khách hàng mà có visa 801 à, với là visa 300, visa 820, visa 309 À, thì những cái visa mà hôn nhân hôn thê đó đó thì bạn phải theo tiến trình của cái loại thứ ba tức là công dân theo hệ thống visa úc và để hiểu thêm cái chi tiết để được lên công dân úc theo cái hệ thống visa úc thì các bạn có thể liên hệ IST hạnh sẽ rất là vui lòng để có thể tiếp chuyện các bạn và có thể giải thích thêm cho các bạn nghe về cái chuẩn để mà có thể nộp cái hồ sơ xin visa úc còn những, đối với những cái trường hợp khách hàng có con ở ngoài Việt Nam à, thì có thể vui lòng xin liên hệ IC ở Việt Nam hoặc là Hạnh. Trực tiếp với Hạnh và Hạnh sẽ tư vấn với thử là cái đứa con đó nó có được à, xin chứng chỉ Úc hay không hay là phải đi theo mẹ như thế nào thế nào. Và hy vọng video clip này đã giải đáp một chút nào đó về cái việc xin chứng chỉ công dân Úc. Và xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.